Oprah Winfrey và câu chuyện rũ bùn đứng dậy sáng loà của người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất hành tinh. Bà hoàng truyền thông, nữ hoàng truyền hình, bà trùm của giới truyền thông hay người phụ nữ giàu lòng nhân đạo là những danh hiệu người ta thường nhớ tới khi nhắc đến MC nổi tiếng của Mỹ, Oprah Winfrey. Người phụ nữ này không chỉ tượng trưng cho quyền lực của nữ giới ngành giải trí Mỹ mà còn là biểu tượng của sự vươn lên không ngừng nghỉ và nỗ lực phi thường. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 67, Oprah Winfrey đã có được tất cả những thứ mà người ta mơ ước. Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ, nhà xuất bản tạp chí và cũng là người sáng lập vô cùng tài năng. Chủ tịch và CEO của Harpo, Inc, Oprah đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu và sản xuất talk show của riêng mình. Bà hiện sở hữu khối tài sản ròng lên tới 3 tỷ USD, có hơn 60 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội, 6 ngôi nhà, chiếc máy bay tư nhân trị giá 25 triệu USD, nhiều bất động sản có giá trị. Bà từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi, đồng thời là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú và luôn nằm trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Bà từng có một giải quả cầu vàng CCB D-Mai dành cho thành tựu trọn đời. Năm 2016, bà vinh dự xếp thứ 14 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Nhưng ít ai biết rằng, để có được những thứ nhiều người không có ấy, Oprah Winfrey đã từng phải nếm trải những cay đắng, đau thương, cùng cực người ta chưa từng biết đến. 9 tuổi bị lạm dụng tình dục, 14 tuổi đau điếng khi biết tin mình mang thai. Ngược dòng quá khứ, ngày 29 tháng 1 năm 1954, cô bé người Mỹ gốc Phi Oprah Winfrey chào đợi trong một nông trại nhỏ Mississippi, Mỹ. Oprah là con gái đầu lòng của một cặp vợ chồng tuổi vị thành niên không kết hôn, Vernita Lee và Vernon Winfrey. Đôi nam nữ trẻ ngay đến mục tiêu sống của bản thân còn chưa xác định được nên chẳng có gì để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Họ đã đường ai nấy đi khi con gái còn ẵm ngửa và đứa trẻ ấy được giao lại cho bà ngoại. Trong 6 năm đầu tiên của cuộc đời, Oprah lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của bà ngoại, nhưng cũng chính nhờ đó mà những tài năng thiên bẩm của cô bé được mài giũa, làm bước đệm vững chắc cho tương lai sau này. Bà ngoại đã dạy Oprah đọc sách từ khi còn rất nhỏ, đọc sách được xem là lối thoát ra thế giới của Oprah, điều mà bà đã cho là cứu mạng mình bằng cách mở ra cánh cửa cho tất cả các loại khả năng. Vốn là một người có tài ăn nói, Oprah có cơ hội thể hiện tài năng đó trong những lần đi tới nhà thờ đọc kinh thánh. Bắt đầu từ năm 3 tuổi, Oprah đã được đặt cho biệt danh nhà thuyết giáo vì tài năng nổi trội so với các bạn cùng trang lứa. Oprah bị một người anh họ lớn tuổi quấy rối tình dục lần đầu tiên khi bà lên 9 tuổi và sau đó bị những người bạn nam giới khác của mẹ bà lạm dụng tình dục. Nhiều lần trong suốt thời niên thiếu, Oprah sinh ra thói ngỗ ngược, ngang bướng, đùa đòi, không chịu nghe lời người lớn và bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, tai họa thực sự đến khi Oprah mang thai ở tuổi 14. Đáng buồn thay, đứa bé đã chết ngay sau khi chào đời. Không thể chịu được nổi sự nổi loạn của Oprah, mẹ bà buộc phải đưa bà về sống cùng cha ruột ở Nashville, Tennessee. Cha của Oprah muốn con gái thay đổi và bắt cô phải học thuộc năm từ vựng mỗi ngày, nếu không sẽ không cho bà ăn tối. Người cha với tính kỷ luật nghiêm khắc ấy đã giúp Oprah lấy lại sự tự tin và kỷ luật bản thân để có những bước tiến mà ngay cả bản thân bà cũng không ngờ. Những thay đổi ngoạn mục dẫn đến thành công ngoài sức tưởng tượng. Bị lạm dụng tình dục khi mới 9 tuổi, từ mang thai ở tuổi 14. Những trải nghiệm đau đớn đầu đời ấy đã đẩy Oprah vào ngõ cụt, nhưng bà đã vươn lên. Bà trở thành học sinh xuất sắc, tham gia câu lạc bộ kịch, hội học sinh và được chọn là một trong hai học sinh của bang đi dự hội nghị thanh niên của Nhà Trắng. Kể từ khi đặt chân vào đại học, Oprah bắt đầu trở thành người nổi tiếng như được biết đến ngày hôm nay. Năm thứ nhất đại học Tennessee, Oprah trở thành hoa hậu da màu của trường Nashville, đồng thời là hoa khôi da màu của bang Tennessee. Với sự nổi tiếng cùng nền tảng diễn thuyết tuyệt vời, Oprah đã trở thành phụ nữ da màu đầu tiên giành được công việc trên truyền hình ở tuổi 19. Tài nói chuyện và chất giọng đặc biệt của Oprah được phát hiện trong cuộc thi sắc đẹp. Oprah thậm chí đã bắt đầu sự nghiệp phát thanh viên khi còn học trung học. Bà làm việc cho một đài truyền hình địa phương với tư cách là một phóng viên và đồng dẫn chương trình khi đang theo học chuyên ngành diễn thuyết và nghệ thuật biểu diễn tại Đại học bang Tennessee. Oprah là nữ phát thanh viên của người Mỹ gốc Phi đầu tiên ở Nashville. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1976 với bằng cử nhân truyền thông, Oprah bước tiếp bằng cách trở thành phóng viên truyền hình ở nước ngoài. Nơi đầu tiên bà tác nghiệp là ở Baltimore. Sau đó bà được tuyển dụng vào một chương trình trò chuyện trên truyền hình của địa phương mang tên People Are Talking. Mọi người cùng trò chuyện. Cũng trong thời gian này, bà trở thành chủ của chương trình trò chơi Dialing for Dollar, quay số nhận USD. Sau khi làm việc tại một số doanh nghiệp địa phương ở Baltimore, Oprah trở thành phóng viên truyền hình trưởng của chương trình AM Chicago. Bằng năng lực của mình, Oprah đã biến AM Chicago từng bị khán giả truyền hình đánh giá kém trở thành chương trình truyền hình ăn khách nhất ở Chicago. Năm 1985, nhờ danh tiếng của chương trình này, các nhà điều hành quyết định đổi tên nó thành Oprah Winfrey Show. Trong năm tiếp theo, chương trình được phát sóng trên toàn quốc và trở thành chương trình ăn khách số 1 tại Mỹ. Giờ Oprah Winfrey đã hoàn toàn trở thành nữ hoàng truyền thông như ngày nay.
Chương trình truyền hình vô cùng nổi tiếng The Oprah Winfrey Show này được phát sóng trong 25 mùa, từ năm 1986 đến năm 2011, với số lượng phát sóng trên 120 kênh và 10 triệu khán giả, độ phủ sóng trên 100 quốc gia. Chương trình đã thu về 125 triệu USD vào cuối năm đầu tiên. Sự nổi tiếng của chương trình bắt nguồn từ cảm xúc và lòng trắc ẩn của Oprah với tư cách là người dẫn chương trình và người phỏng vấn. Bà là người đầu tiên thiết lập một kết nối đặc biệt với khán giả bằng cách chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình, từ những giai thoại về người bạn đời Stedman Graham đến tiết lộ xúc động về việc lạm dụng tình dục thuở thơ ấu. Mặc dù có những chủ đề giật gân thường thấy trong chương trình trò chuyện của mình, Oprah cho biết bà xem chương trình như một công cụ giảng dạy và một nền tảng giúp khán giả thay đổi cuộc sống của họ. Năm 1985, bà thực hiện hóa ước mơ trở thành diễn viên, được giới phê bình đánh giá cao và đề cử giải Oscar cho vai phụ Sophia trong bộ phim The Claw Popo. Dù đã đứng trên đỉnh cao danh vọng sau nhiều đoạn trường, nhưng Oprah chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Năm 2011, bà đã lập nên một tạp chí mang tên O, Magazine, cũng như là một kênh truyền hình nổi tiếng của riêng mình, OWN, với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nguồn cảm hứng bất tận cho thế giới. Nhiều năm qua, tài năng, tinh thần làm việc và sự tươi trẻ của nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã trở thành nguồn cảm hứng và khơi gợi nhiều bài học quý báu về cuộc sống cho hàng triệu người trên thế giới. Sau tất cả, ai cũng hiểu rằng thành công đối với Oprah Winfrey không phải là điều dễ dàng. Bà đã bước lên từ vũng bùn của cuộc đời để tỏa ánh hào quang rực rỡ, chói lóa nhất cho cả thế giới thấy. Trong suốt quãng đường ấy, có một điều mà Oprah luôn tâm niệm, ấy là phải vững tin vào chính bản thân mình. Nếu không có niềm tin vào bản thân, bạn sẽ chẳng thể tin được ai. Bởi thế, Oprah luôn lắng nghe và tôn trọng chính mình. Bà tin đó là nền tảng của sự thành công và tiết lộ. Chính tính cách này giúp Oprah tránh được nhiều rắc rối trong cuộc sống cá nhân, công việc. Dù ở đỉnh cao thành công, song Oprah luôn tâm niệm sẽ đem thành công đó chia sẻ với những người nghèo khổ. Bà tìm đến quỹ Nelson Mandela và Chris Martinet chuyên dành cho các em nhỏ bị thiệt thòi để giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh đó như một cách tự làm vơi đi nỗi đau thời thơ ấu. Oprah cũng quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện khác như Morey House College, Thư viện Harold Washington, quỹ United Negro College, quỹ Đại học bang Tennessee cùng nhiều quỹ khác. Đây cũng là đánh dấu bước khởi đầu trong các hoạt động từ thiện sau này của Oprah. Ngay cả khi đã trở nên nổi tiếng, Oprah vẫn gặp phải những khó khăn và thất bại. Một số người họ hàng đã kiếm tiền trên sự nổi tiếng của bà bằng cách tung tin tức về việc mang thai ở tuổi vị thành niên của Oprah, hòng đổi lấy khoản tiền bán thông tin trị giá 19.000 USD. Oprah cũng phải đối mặt với hàng loạt đối thủ, hàng loạt lời chỉ trích cay nghiệt khi là một người da màu. Đứng trước những chông gai đó, người phụ nữ này vẫn bình thản. Bà từng nói, mỗi cú vấp không nhất thiết là một cú ngã và mỗi cú ngã không nhất thiết là một thất bại. Từ một bé gái da màu sống côi cút với bà ngoại ở một vùng nông thôn hẻo lánh, thưa thớt bóng người, rồi trở thành một thiếu niên ngỗ ngược, mang trong mình nỗi đau đớn vì bị xâm hại tình dục, mang thai khi mới 14 tuổi, Oprah Winfrey đã rũ bùn đứng dậy sáng loà, biến cuộc đời mình thành một bức tranh tươi đẹp, tô điểm vào đó những bông hoa việc tốt bằng tình yêu thương chân thành, thấu cảm và bao dung. Bà đã chứng minh cho cả thế giới thấy, phụ nữ dù nhỏ bé, yếu đuối và đôi khi chịu nhiều bất hạnh tổn thương không đáng có, nhưng họ vẫn có thể đứng trên đỉnh vinh quang, tỏa sáng như một vì sao và để lại tiếng thơm muôn đời. Không ngoa một chút nào khi nói rằng, Oprah Winfrey đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận và làm tấm gương với tất cả những ai từng một lần xem chương trình hay đọc qua về cuộc đời bà.